Có biến nữa rồi cả nhà ơi, trời ơi trời, mơ nữa rồi, mơ thấy cậu nữa rồi cả nhà ơi. Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog HV. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà nó liên quan đến cái vấn đề của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và câu chuyện sóng gió gia tộc. Thì chắc hẳn rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị em mình cũng thấy rồi ha. Trong những ngày hôm nay thì hầu như là bên phe phái của mẹ con bà Sáu và ông Bảy thì rất là ghê gớm nha, bọn cần cần nữa vậy, thủ đoạn mưu mô rất là ghê. Thì từ lúc mà con ve đó cả nhà, nó vừa mới bên Pháp về thôi thì bắt đầu nó mơ thấy cậu rồi nha. Gia đình nó bắt đầu là mơ thấy cậu rồi, thấy cậu cho căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm rồi ha cả nhà ha. Ông Đài sao không mơ không biết nữa cả nhà. Từ lúc mà đi Pháp về thì bắt đầu mơ, nhưng mà ngày hôm nay có rất là nhiều những nguồn thông tin vui nha cả nhà ha, thú vị luôn. Chị mì xào mình nữa, thậm chí là đơn thưa kiện gì đó, quý vị biết không? Là ngày hôm qua với ngày hôm nay thì chị Loan cũng đã làm những lá đơn gửi lên cơ quan chức năng nha quý vị ha, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Là thưa mẹ con bà, không phải là thưa mẹ con bà Sáu, là thưa cái con Cất Cất đó quý vị. Cái con Cất Cất là con của bà Lành Trình Bồn đó, thì quý vị cũng biết rồi. Thì nó lên mạng xã hội nói rất là ghê gớm nha, tung thông tin này nọ, tung thông tin kia, rồi thưa chị Loan. Nhưng quý vị cũng biết rồi, thưa người ta không được thì chắc chắn là sẽ bị người ta cho ăn ngược lại những cái lá đơn ha. Rất là rõ ràng là như vậy, không thể nào mà chối cãi nha. Mình thấy rất là nhục nhã luôn. Tại mình làm sai, mà bị thương, tại bị thương là chuyện bình thường thôi, nhưng mà nó cố tình nó làm nên là nó đúng lắm cả nhà ha. Thì ở đây thì ngày hôm nay thì em có một cái thông tin như thế này đây, là bọn nó đang mơ thấy cậu Năm nha. Giấc mơ của bọn nó nha cả nhà ha, thậm chí là có nhiều người cũng đáp trả lời cái giấc mơ này, rất là ghê gớm nha, rất là hay luôn quý vị. Đây mình sẽ đọc một cái bài mà nó đăng lên, nó nằm mơ thấy cậu Năm như thế nào đây. Xin sống lại tình yêu đơn sơ. Nghe ghê không cả nhà ha, là của bọn cần cần á với mẹ con bà Sáu đó. Que nó về là bắt đầu có tùm lum công chuyện hết trơn cả nhà. Que nó về là đủ thứ mọi chuyện hết trơn luôn đó. Tối qua nằm mơ thấy anh Linh, trời ơi, thánh thần thiên địa, thấy con Năm về làm gì hả? Thấy con Năm về để bóp cổ cái gì, chứ bây giờ thấy đây làm gì, không biết làm gì nha cả nhà ha. Chứ bọn đó nó chiếm đoạt nhà nè, giành tài sản với chị Hồng Loan nè, cậu Năm về chỉ là kiếm tính sổ với tụi nó thôi chứ không có làm gì chân á. Trong giấc mơ tâm tư thì tư đã biết anh đang bệnh nặng, gương mặt sắc đẹp như hồi lúc em về thâu tiếng Lăng Lăng Vương. Anh em ngồi trên băng ghế gỗ, nhìn ra cửa đi ra đi ngoài, quảng cảnh là ở Việt Nam. Anh Linh nói, anh em ngược mà tụi nó không phải, quá xúc phạm người khuất này. Em vừa nghe thì nói trong lòng giật mình, nghĩ mình mới là câu này từng trước, mới nói câu này từng trước. Người ta đang nói là thấy cậu Năm nói là mẹ con bà Sáu là anh em ruột thịt, các thứ các kiểu, mà những người này lại tấn công ha, ghê không quý vị ha. Không biết là mơ mơ kiểu này có được chia đất không nha, mơ kiểu này kia chú Năm có ký tên vô không, cậu Năm có ký tên vô để chia đất cho những người này không nha. Chắc có lẽ là có nha cả nhà ha, tại vì em thấy là chia đất ở trong giấc mơ cả nhà, chia trong giấc mơ nó sẽ dễ hơn nha, chứ mà ở ngoài đời thực á, mà pháp luật đó thì liên quan đến là chị Hồng Loan là thắng chắc rồi ha, bọn này nó chắc chắn là sẽ không có một phần nào thôi. Cũng ở trên băng ghế gỗ em nói, nếu Hồng Loan mà thừa kế anh thì nó không lo cho anh nổi đâu. Anh gật đầu ờ nhẹ, trong lòng em buồn gì đâu. Trời ơi thánh thần ơi, nó mơ mà nó cũng phải tố, bọn này nó mơ cũng mắc cười lắm quý vị, nó mơ là nó cũng phải đi tố chị Hồng Loan một cái nha, tố chị Hồng Loan với cậu Năm là sẽ giành lại đất, thậm chí là Hồng Loan không có lo cho cậu đâu. Vậy nó hay quá vậy ta, trời ơi mơ giỏi quá. Em bước ra ngoài đường, anh chú Bảy đang đứng bên ngoài. Em nói với chú Bảy rằng nếu cho mướn nhà thì có tiền lo bệnh cho anh Linh, mà anh Linh đang ở nhà thì làm sao mà cho mướn được. Ghê không quý vị. Gặp chú Bảy luôn nha, chú Bảy trong giấc mơ của cậu Năm luôn, quá trời không thấy mẹ con bà Sáu ta. Mơ mà không thấy mẹ con bà Sáu, mà mình thấy những cái giấc mơ này hết sức là tào lao nha cả nhà ha. Lâu lâu thì nó mơ một lần, hổm thì còn cậu Năm báo mộng. Rồi bây giờ thì nó mơ, que về là bắt đầu mơ nha cả nhà ha. Không gà không có con que, đâu có mơ đâu. Thì ở đây thì cũng có nhiều người khi mà thấy mẹ con nó mơ á, người ta cũng nằm mơ lại để trả lời cho mẹ con của bà Sáu nha. Nhưng người mơ mơ sao mà không mơ thấy sao kê ta. Thường thường mình mơ mình cũng phải sao kê luôn chứ quý vị. Mơ cũng phải là mơ sao kê công khai minh bạch rõ ràng chứ. Mấy anh chị chỉ mơ khơi khơi mà chết người ta rồi, phải sao kê luôn nha. Ủa sao nằm mơ thấy anh Linh chi vậy má nội? Ảnh đi ngủ rồi mà. Lúc ảnh còn sống má năn nỉ ảnh giữ mà má, mà ảnh đi ngủ nhất quyết là không giữ. Giờ ảnh mất rồi sao má còn không chịu tha cho ảnh? Khi còn sống má lợi dụng hình ảnh tài năng của ảnh để kiếm tiền trên YouTuber.
để người ta biết đến má. Khi mà ảnh mất đi, má gắn ghép bịa đặt tước đi cái quyền làm cha, thiên chức làm ông của ảnh. Má chưa vừa cái bụng bự à, chưa đã cái nết hổn à, hay sao má? Sao má không mơ thằng chồng chết yểu của má nó đầu thai, chưa hay hồn của nó còn vắt vưởng ở đâu vì ấm ức. Khi thấy má tranh giành tài sản của nó để lại cho hai đứa con riêng của nó, mơ tưởng tượng à, là những chuyện chưa bao giờ xảy ra. Những chuyện gì xảy ra trong giấc mơ ở hiện thực sẽ hoàn toàn là ngược lại. Ở đây anh Lê Tính cũng đang chia sẻ một cái thông tin là đáp trả những cái bọn này ha quý vị ha. Tại vì nó mơ thấy cậu Năm mà quý vị, nó mơ thấy cậu Năm về cho tiền, thậm chí là tại sao nó không mơ thấy chồng nó nha, có con tiền ngáo đó cả nhà, nó không thấy chồng nó về để tính sổ với nó, tại nó giờ tranh giành tài sản với những người con của chồng trước nó mà cả nhà ha. Tao thì mơ về mày nè tiền ngáo. Cố nghệ sĩ chuẩn bị ra sân bay khấu hát để tăng cường cho đoàn Huỳnh Long của Bình Tinh. Tao mặc phục trang cho ảnh. Ảnh nói con ruột của người ta mà tụi nó không quá quá trời nhẫn tâm và tàn nhẫn với người khuất mặt khuất mày em à. Tao đâm chọt với ảnh. Nếu Phượng Ve mà thừa kế thì anh, cái bàn thờ của anh cũng không còn để mà thờ. Ảnh chừng mắt. Em sao nghĩ kỳ vậy? Mà bàn thờ ba má anh còn không biết nữa chưa? Đừng nói chi tới bàn thờ của anh, tụi nó đi thắp nhang ké không thấy sao? Tao nhẹ. Rất rõ ràng ha, mẹ con 16 thì hầu như là không có một cái bàn thờ nào để thờ cúng gia đình ông bà tổ tiên ha cả nhà ha. Mà thậm chí thì mở miệng ra thì tôi rất là yêu thương và quý trọng cậu Năm, nhưng mà tới cái bàn thờ thì cũng để ở bên nhà cái con ô xin đó cả nhà ha. Rất là cười ha. Trong lòng thì tội nghiệp ảnh dễ sợ. Tự nhiên cái ông Bảy này từ đâu chạy vô nói với ảnh: anh Năm, anh Năm, nếu anh cho mướn nhà thì sẽ có tiền chữa bệnh cho anh. Ổng nạt lớn: dẹp, cho mướn nhà để lấy tiền cho vợ mày trả nợ xã hội đen nữa hả gì? Mấy năm nay tiền chữa bệnh cho tao là do một tay Bình Tinh nó lo, 13 triệu tiền bệnh cuối cùng nó cũng phải trả. Tụi bay có bỏ cái đồng nào đâu mà giờ suối tao cho mướn nhà. À, tụi bay bỏ tiền chôn sống tao chứ đức định là không chữa bệnh cho tao. Tao lại tụi bay, tha cho tao được không? Tao khổ vì tụi bay quá rồi. Sau đó ảnh quay qua nói với tao: em nói với cộng đồng mạng giùm anh, giấc mơ của con lưỡi ngắn là xạo ke đó, nó toan tính nhỏ mọn nên tìm cách trả thù vì anh đi ngủ. Giấc mơ của em mới đúng là sự thật, 100% là sự thật. Thôi anh ra sân khấu đây. Lúc đó thì rất là rõ ràng nha. Anh Lê Tính cũng chia sẻ một cái thông tin là mơ lại nha, tại vì bọn này nó mơ thấy cậu Năm mà chửi Hồng Loan rồi các thứ các kiểu, thì ở đây thì người ta cũng sẽ mơ lại nha, mơ lại thấy cậu Năm để về khai khẩu như cái bọn này ha cái nhà ha. Thì ở đây vẫn còn cái thông tin như thế này cũng liên quan về cái mơ nha, cái chữ mơ nha cái nhà ha. Chữ mơ thì rất là hay, nó liên quan đến bọn này, tại mơ tưởng và tư tưởng sẽ giành được cái căn nhà số 5 Đoạn Thị Điểm của chị Loan đó cả nhà ha. Có câu ước mơ không tốn tiền, có lẽ thấy thế nên phía cô Sáu và cháu gái họ đã lên tiếng và biến ước mơ trong giấc mơ, hành động nhanh chóng để đạt được ước mơ nhất. Nó thật sự có cái gì á, thì mình vào giấc mơ á, mình ngủ đi ha, mình ngủ một giấc nó tỉnh rồi bắt đầu là mình sẽ mơ được dành những cái tài sản của cậu Năm nha, chứ ngoài đời thật thì không có dành được đâu. Ở ngoài thật thì chắc chắn thì sẽ không được dành tài sản đâu ha. Tài sản cậu Năm thì để lại cho con ruột của người ta rồi, những người đó thì mơ đi. Cô cháu gái họ Lê mơ cậu thương mình hơn con cậu, nhà của cậu là nhà của mình. Một giấc mơ rất là tào lao của chị Ve nha. Mơ là cậu Năm sẽ để lại căn nhà, tại vì cậu Năm lúc mà xây đó cả nhà, cũng nói một số điều đó trong lúc xây dựng đó, là những bọn này nó rất là tin tưởng nha. Tin tưởng lúc cậu Năm sẽ ra đi, sẽ để lại toàn bộ tài sản cho những người này ha. Cô Chích và chú Bảy mơ hàng thừa kế thứ hai chức đi được hàng thừa kế thứ nhất đã được cái căn nhà và mảnh đất mơ ước. Cô Sáu thì chú Bảy mình thì cũng nghe cậu Năm cho cục đất cục sình này đó, cái căn nhà thì người ta bắt đầu mơ ước ra. Chuyến này ngon rồi, anh tao mắt là tao ngon rồi nha, tụi mày xong với tao rồi, nó sẽ được cái căn nhà và cục đất của cậu Năm để lại ha cái nhà ha. Nhưng kết cục chỉ được cái cục sình thôi nha, cái cục cỏ cái nha, là chỉ có cục khác ở đây đó. Cô tao nghiến hơn một thập kỷ qua chỉ mơ một điều đó thôi, mơ trở thành mợ mẹ kế. Rất là rõ ràng nha. Ở đây cũng có một người thì rất là mơ, mơ nó thật sự là muốn trở thành mẹ ha. Nhưng cậu Năm người ta nằm xuống rồi cũng muốn làm má trong cái căn nhà luôn nha cái nhà ha. Còn ơi xin mà rồi thưa cô chủ nha cái nhà ha, chú sạc pin tao thì mơ trở thành bạn tri kỷ. Còn ông sạc pin thì ta là nói tự xưng tự phong mà cả nhà.
người ta nói là người ta là bạn tri kỷ và bạn thân của cậu Năm các thứ các kiểu, nên người ta sẽ được thừa hưởng những cái tài sản, hay là thậm chí những cái đồ giá trị như quần áo của cậu Năm đó cả nhà, thậm chí là phùng phúng điếu đó, ghê quý vị, ghê lắm. Reng 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 chuông báo thức reo lên, tỉnh giấc hết mộng, giá mà họ không mơ thì cháu gái nhà họ Lê khán giả yêu thương đất xô có nhà và có xe. Nói thật sự nha, nếu mà những người này nó không mơ mộng ảo tưởng về cái vấn đề là tranh giành tài sản của chị Hồng Loan, chắc chắn những bọn này hôm nay nó ngon rồi ha cả nhà ha. Đất xô thậm chí được rất là nhiều người yêu quý, là được mang một cái danh, một cái mác là cháu gái và em gái của cậu Năm rồi ha, chứ không phải là khổ sở như bây giờ đâu ha. Cô tàu nghiến, mọi người quý mến biết đến với thân phận của người em, người bạn thân thiết của chú, rất rõ ràng ha. Ở đây thì có rất là nhiều người bây giờ đã nhìn ra được những cái bạn thật, bản mặt của những người này ha, cái bộ mặt thì rất là giả dối. Chú sạc pin, mọi người quý mến đến chú, thân phận là người bạn lâu năm của chú. Đúng, nó thật sự là nếu mà không ấy thì ông sạc pin này cũng hưởng ké được một chút nha, hưởng ké được một chút xíu hào quang của cậu Năm, là tôi là bạn thân của ông Năm, các thứ các kiểu, có thể là hưởng ké đó cả nhà. Theo em là hưởng ké được một chút đó, nhưng mà bây giờ thì quý vị cũng thấy rồi, người ta sợ lắm, gặp những người này thì người ta rất là sợ nha quý vị ha. Trên tất cả quan trọng nhất là cô chú anh chị em trên dưới hòa thuận vui vẻ và hạnh phúc, vui cười yên người ra đi. Mình còn nhớ mãi cái câu chú nói tiền nó quan trọng lắm nhưng tiền nó không quan trọng bằng tình cảm được. Ở đây thì chắc chắn câu nói rất là hay, nhưng mà đối với mẹ con bà Sáu hay là những cái bọn cần cần thì nó tiền là 10 nha cả nhà ha, tình nghĩa chỉ là 9 thôi. 9 thì làm sao mà lớn hơn 10 được, đúng không cả nhà? Bởi vì lòng tham ích kỷ và ganh tị quá vội vàng nên họ đọc không đọc hết cái câu nguyên đó, nguyên cái câu ước đó. Ước mơ không tốn tiền, bởi vì thế xin hãy tiếp tục mơ ước và hành động để biến ước mơ thành sự thật. Ai cũng có quyền mơ ước, nhưng không phải hành động bằng những hành động thiết thực, đúng đạo, đúng Phật, đúng luật, hợp pháp thì mình người hợp đời. Mơ tưởng nhưng không mắc, mắc không tưởng, rất rõ ràng nha. Bọn này nó cứ mơ tưởng và ảo tưởng là nó sẽ là người thân thiết của cậu Năm, tất cả mọi thứ, thậm chí là tài sản của cậu Năm thì cũng sẽ để lại cho mình luôn nha quý vị ha. Rất là ghê gớm luôn. Ước mơ sẽ thành sự thật, nhưng mà từ lúc chừng nào mà đi xuống đập cậu Năm nói vậy thì sẽ thành sự thật nha cái nhà ha. Thì ở đây em vẫn còn một cái thông tin như thế này để quý vị cũng cực kỳ là hay, bởi vì cũng biết chắc một cái nickname là Huệ Tâm đúng không quý vị? Thì chị này viết bài thì cũng rất là hay và mọi người cũng rất là yêu quý, nhưng mà ngày hôm nay đây có một cái thông tin nó rất là nực cười nha. Khi mà chị lên ủng hộ cho chị Loan, chị Ni, thì người ta đang gán ghép cho chị là em ruột gì của chị Ni đó cả nhà, ghê quý vị. Mấy ngày trước thì nói là chị Ni dính vào cái vụ mà giải cứu máy bay gì đó, chị Ni ăn chặn tiền rồi ăn trên xác mọi người ABC các thứ các kiểu, thì bây giờ tiếp tục là một cái chiêu trò nha, lại là một cái chiêu trò nữa. Nhưng mà mình thấy không, nó rất là nực cười đây, khi mà từ lúc mà chị que về đó cả nhà, từ lúc mà chị que về thì bọn này nó nhiều chiêu trò quá, nhiều thủ đoạn quá trời luôn vậy. Đây sẽ đọc cho quý vị nghe thế này, ôi dồi ơi, tin giật gân nha cả nhà. Thì ra Huệ Tâm là em của con Mã Lai, hèn chi ngày ngày đêm đêm lên dẫn dắt, thì ra trước giờ cả cộng đồng mạng là con bò. Nó đang chửi cộng đồng mạng rất là ngu nha, nó bọn gần kề nó rất là ghê gớm nha. Nói chị Huệ Tâm là em của chị Ni nha cả nhà, thậm chí là lên nói là chị đồng cộng đồng mạng đang bị mọi người dẫn dắt ghê với nhà, tin này rất là được găng nha, không biết là đúng không á. Trời ơi, mà nói là người ta đang giả danh để đưa chị Ni lên các thứ các kiểu. Đây chị Huệ Tâm khi mà nghe được cái thông tin này thì chị cũng có trả lời với cái bọn mà kền kền đây cả nhà, em sẽ đọc một chút xíu cho quý vị nha nha. Thật ra em cũng nói thật với các bác, nhỏ này là con cháu nhà em, do nó đi theo tôi tụi kền kền mấy tháng qua nên nó đổi tính tình, đổi nết, các bác thông cảm cho nó nha. Khi xưa nó máu ngửi, máu người, nay thành máu ve chó rồi. Em cũng khổ tâm lắm các bác à. Nhốt nó như chó thì xót xa, mà thả nó ra thì nó sủa bậy, hích hích. Các bác nào không hiểu nỗi khổ tâm của em đâu. Giờ nó bị máu chó ve trong người nhiều quá nên mới nói vậy. Các bác thương em, người dạy nó một câu thôi, rồi về nhà kệ đi, cho nó ở đây một mình. Đi thì nó hết thuốc trị rồi, em khổ tâm quá mà. Rất rõ ràng ha, cái bọn này nó lên nó công kích rất là ghê. Nó chửi, nó nói là Huệ Tâm là nội gián hay là Huệ Tâm là em của chị Ni, tin giật gân không quý vị? Em thấy rất là giật gân nha, cũng có nhiều người nó bình luận vào tin này giật gân nè, Huệ Tâm là em ruột của Ni luôn đó, vậy mới giật gân nha. Rất là được cười, hèn chi
lên chửi quá trời chửi. Người ta nói là từ lúc mà Huệ Tâm lên chửi đó cả nhà, bắt đầu người ta nói bình luận quá trời, nói là Huệ Tâm về phe rồi mới chửi bọn Cần Cền hay là mẹ con bà Sáu. Nó thật sự không phải là riêng gì là Huệ Tâm không. Ở đây rất là nhiều cộng đồng mạng trong và ngoài nước, những người ta viết bài hay á, ta lên chửi mẹ con bà Sáu rất là nhiều. Các bạn cũng thấy rồi, vào Facebook á, thì lướt TikTok cũng vậy, chỉ thấy là đăng hình chửi mẹ con bà Sáu là nhiều, chứ thấy được cái gì, đúng không cả nhà? Tiếp tục nha, chị Tâm có đăng nói như thế này đây: sai, nhà nào đúng thì đúng, nhà nào sai thì sai. Nhà mấy má nói bậy là Cần Cền, mày nói buồn đó, bữa đó nó nói tao là Hồng Loan luôn kìa, kha kha. Nghe không, qua ổng thì người ta đổ thừa là chị Hồng Loan, là ơi chị Huệ Tâm mình là cái nickname là của chị Hồng Loan. Rất là nhiều thứ nha, bọn này cái lưỡi nó không xương mà cả nhà, nó châm đường lắt léo nên nó hay là biết rất là nhiều thứ nha cả nhà. Hay tiếp tục thì Huệ Tâm trả lời như thế này đây: rồi em có chui vô cái bản mặt lờ của chị chưa đó, hỏi để biết, nếu chưa thì em chửi mặt chị đẹp nhôn lừ ghê. Hay là chị Huệ Tâm đang chửi một số thành phần nha, cái chị mà Thị Giang Nguyễn gì đó cả nhà. Đây tiếp tục đây: hi hi, thôi bỏ qua đi chị, nó đâu có chửi đâu, phe nó thì gọi là tình cảm. Vì thế mình mới biết là xã hội hiện nay bắt công bày đàn chị ơi. Rất rõ ràng nha. Ở đây thì bọn này nó chơi chiêu trò rất là bày đàn, nhưng mà chơi như thế nào cũng qua được luật pháp đâu. Ở đây thì chị Huệ Tâm cũng rất là bức xúc: không bỏ thì làm được cái lờ gì tao. Huệ Tâm tháng này được nhiêu tiền nước ngoài rồi, năng nổ thế. Cái con mà để cái từ nickname là Mã Lai Mỏm đó cả nhà, nói là nó cũng đang công kích nha, bình luận chửi chửi chị nên chỉ Huệ Tâm rất là nhiều ha. Má chửi tới quậy rồi, nó như lỗ tai cây. Thật sự rất là nhiều người nha. Dạ, 5 căn nhà và 1.000 lượng vàng, vỗ tay là đang kịa lại ha cái nhà ha. Ít thế, được tiền nước ngoài năn đổ cả ngày lẫn đêm, giỏi thế. Tiếp tục là chị Hải Tâm trả lời lại: như vậy rất là nhiều rồi đó, vì có người đến 60 tuổi mà không có căn nhà nào luôn á, vỗ tay. Đây là đang kịa là lại mẹ con bà Sáu nha, sống vất vả tới 60 tuổi mà thậm chí là bây giờ một căn nhà cũng không có. Ở đầu đường xó chợ không có một mảnh đất trời chim. Thậm chí là muốn đi tranh giành tài sản với người người cậu của mình, người anh của mình, để lại tài sản cho con mình ha. Rất là nhục nha cái nhà ha, rất là nhục nhã như vậy, em thật sự như vậy luôn. Nó không có gì mà nhục hơn cái chuyện mà em mà đi tranh giành tài sản với người anh, để lại cho con của anh mình mà tranh giành được, mà tranh giành tới mức kiện tụng lung tung, mà kiện ai giải quyết cả nhà. Trời ơi, mốt tới ngày quyết định của tòa án thì sẽ biết được bản mặt của những người này thôi. Thì ở đây á, quý vị biết không, em có một cái thông tin nó khá là thú vị nè, cũng liên quan đến chị mì xào mình nha. Chị mì xào mình hôm nay thì rất là nổi tiếng đúng không cả nhà, nổi tiếng lắm quý vị. Thậm chí là chị cũng nhờ cái sự nổi tiếng đó mà chị lợi dụng nhiều người lắm nha. Trời ơi trời, đi chơi với YouTuber cả nhà, cũng bắt YouTuber trả tiền. Đi hát karaoke YouTuber cũng bắt YouTuber trả tiền. Với cái lý do là tôi là người nổi tiếng nha, tôi là người bên khoe của Hồng Loan, tôi các thứ các kiểu, tôi kéo mấy người lên nên mấy người phải bao tôi nha. Vậy là người ta rất là hay nha. Mình là nổi tiếng là mình đi chơi là mình sẽ ăn trực. Cái là đúng cái nha, mình đi chơi với những người mà thấp cổ bé họng, hay là mình đi chơi với một số YouTuber mình giúp nó, mình chia sẻ nó một táp thôi, là mình sẽ được ăn trực. Ăn trực và ăn ké nha cái nhà ha, ăn trực ăn ké rất là ngon. Thậm chí các vị cũng thấy rồi, có rất là nhiều lần chị Ni cũng chia sẻ lên rồi. Nhưng mà bây giờ lòi thêm một cái thông tin là đi hát karaoke với bọn anh em YouTuber cũng phải ăn trực. Anh em YouTuber tôi làm cực khổ chết rồi, tháng kiếm được có nhiêu tiền đâu chị ơi, tha cho người ta đi chị. Chị hoa hậu nè, người nổi tiếng, người giàu có, mà chị chứ dơ quá. Dơ, kiểu thật sự rất là dơ nha cả nhà. Mình cho dù mình là chị rồi, mình cho dù mình kéo em Út có một chút xíu thôi, mình cũng phải bao đó chứ, hoặc là mình không bao thì mình công si đi chứ hả. Thời buổi 4.0 rồi, mình công si đi, mình chia ra, mình chia ra cũng được. Nhưng mà chị chơi cái chị lớn là chị láo nữa. Chị phải bắt là bọn nhỏ bao luôn ấy cả nhà, rất là nhục nha. Thì ở đây tiếp theo thì mình sẽ nói về cái vấn đề là của con cá cớt nha cả nhà. Cũng có thông tin như thế này cũng rất là hay, liên quan con cá cớt, thay vì nó đi kiện chị Hồng Loan á, tại sao nó không kiện mọi người để giả cái nick của nó cả nhà. Nó không đi kiện người giả cái nick nó, để nó thinh minh thinh a gì lên, để cho nó chứng minh là nó là người trong sạch đi. Thay vì đó nó đi kiện chị Hồng Loan, trời ơi rất là ngộ nha. Thay vì kiện cái nick ảo giả mạo làm ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của nó, thì nó lại đi kiện đứa con của người bị xúc phạm bởi cái nick ảo đó. Nick đó nói bậy nói bạ bao lâu nay, tại sao nó không đính chính mà Loan vừa đăng lên thì nó bức xúc là Loan tới công chuyện liền. Rõ ràng nha,
Rất là nhiều người đăng tải thông tin lên đó thì nó không có làm gì hết trơn cả nhà, nó không có nói năng gì hết trơn á, miễn mà chị Loan mà vừa chia sẻ lên một cái là nó đầu đầu nó thưa nó kiện liền, đó là tàn lon cái gì cũng tàn lon nha cả nhà ha. Tại đúng rồi là chị Loan làm mất cái miếng ăn mà, thậm chí là chị Loan đăng lên rồi thậm chí là mẹ con nó bây giờ đói cả nhà ha, không có kêu đòi được, tàn lon không mà trời ơi, Loan này ác thiệt chứ. Chỉ có thể một câu trả lời, đó là người của phe tụi nó dăng ra một cái rọ chờ lơ chờ Loan chui vào, bởi nó làm tới rõ ràng cái nick kia đó chẳng ai khác là nó lôi đầu phe nó ra, giờ bị tẩy chay thì đóng vai nạn nhân. Xin lỗi tụi bay có cái câu giết người thì hại là tự hại mình hay không, nó ứng với tụi bay hết rồi đó. Rất là rõ ràng ở đây nha quý vị. Tự động mình lên trên mạng xã hội mình thưa kiện xong rồi bắt đầu mình làm cho lớn chuyện lên, rồi bắt đầu bây giờ mình lên mình xin lỗi cộng đồng mạng mình thấy nó rất là nực cười cho cái nhà ha. Cộng đồng mạng mai mà chấp nhận cái những cái bọn mà tào lao thế này đâu à, hôm nay tao chửi mày xong rồi tao xin lỗi mày được đâu, đúng không vậy? Tự động tôi chửi bạn rồi tôi đi thưa kiện bạn rồi bây giờ tôi muốn xin lỗi bạn, có ai chấp nhận không vậy? Chắc chắn là sẽ không có người nào chấp nhận một cái vấn đề đó nha cái nhà ha. Nhưng mình thấy là ngày hôm nay thì mẹ con bà Sáu cũng mơ thấy cậu Năm ha. Tôi mốt xuống đi rồi cậu Năm sẽ cho một cái căn nhà rồi thêm một số mảnh đất nữa nha quý vị. Hai em đây là bánh đậu phộng hình tán lá, thì một bịch như vậy là khoảng 500 g gồm 5 cái là 120.000 nha cô chú anh chị. Thì cô chú nào mua thì nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0879 262 482 được ghim dưới màn hình. Thì một cái như vậy là hình cái nón lá giống vậy nè cô chú anh chị, bên trong là xốp, ngoài là đậu phộng này ha. Mà một bịch là 5 cái như vậy chỉ có 120.000 thôi. Đó, thì cô chú anh chị nào mua thì liên hệ số Zalo cho em nha cô chú anh chị. Cái này không ngọt cũng không ăn không bị dính gan, và nó rất là dễ ăn, những người ăn kiêng vẫn ăn được nha cô chú anh chị ha. Thì cảm ơn cô chú anh chị.